Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2501, Quang Minh Hải. Hai người Tô Minh Thao lại không định lên tiếng, chỉ dồn lực ngăn Dần Thiệp. Thần Kiếm Thu càng đánh càng tức giận, anh ta tự cho mình là thánh tử của Thánh Địa Thiên Lý mà coi thường tất cả những người của tinh vực Chu Tước, nhưng bây giờ anh ta lại không xử lý được một tên tu sĩ cảnh giới hợp thể. Nếu như thực lực của tôi không bị hao tổn thì chỉ cần một ngón tay đã có thể giết chết thứ kiến hôi này rồi. Trong lòng của Thần Kiếm Thu gần như phát điên. Bộp. Sau khi hai lòng bàn tay lại một lần nữa đập vào nhau, cả người Thần Kiếm Thu lui lại. Trong mắt anh ta tràn ngập lửa giận, giọng khàn khàn, đồ đáng chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giọng nói vừa dứt, một luồng khí thế mạnh gấp mấy lần trước đó toát ra từ trên người anh ta. Những tia sáng gần như vô tận phun ra từ những lỗ thủng xung quanh cơ thể anh ta, giờ phút này Thần Kiếm Thu giống như một vị thần linh được bao phủ bởi ánh sáng của thần. Thậm chí ngay cả những tu sĩ sơ kỳ của động hư cảnh kia cũng nhanh chóng mất đi lý trí, trong lòng sinh ra ý nghĩ thần phục. Đây là phương thức bí mật tối cao Thánh Quang Minh của Thánh Địa Thiên Lý. Nó là một cách thức tu hành kết hợp giữa tinh thần và thân thể, không ngờ Thần Kiếm Thu lại tu luyện thành công. Nghe nói chỉ có hai thánh tử tu luyện thành công phương pháp bí mật của Thánh Địa Thiên Lý mà thôi, ai mà ngờ bây giờ lại thêm một Thần Kiếm Thu. Trong mắt Tô Minh Thao và Kiều Bất Di hiện lên nét kinh ngạc. Phương pháp bí mật tối cao Thánh Quang Minh mạnh hơn chấn phái công pháp của hai người nhiều. Xét cho cùng, ở Trung ương Ngân Hà thì tinh vực Huyền Vũ vẫn được xếp trên tinh vực Chu Tước, dù tình hình bên trong hay cường giả đều hơn tinh vực Chu Tước gấp mấy lần. Làm sao bây giờ? Phải ra tay cứu y bác sĩ sao? Kiều Bất Di truyền âm nói với Tô Minh Tư. Trong lòng Tô Minh Thao suy tính, truyền âm đáp lại, trước tiên chúng ta hãy xem thử tình hình đã. Chỉ là nếu Thần Kiếm Thu thi triển phương pháp bí mật Thánh Quang Minh thì lần ám sát này gần như thất bại rồi. Nếu lát nữa y bác sĩ không chống đỡ nổi thì chúng ta hẳn ra tay. Kiều Bất Di lặng lẽ gật đầu. Mấy ngày nay, Đường Tuấn đã cải tạo thể chất cho Trảm Như Long và Thái Hạo, tuy mới hoàn thành một nửa nhưng có thể thấy được hiệu quả rõ rệt. Họ cũng đang trông cậy vào việc Đường Tuấn sẽ hoàn thành nốt bộ phận cuối cùng nên nếu Đường Tuấn gặp nguy hiểm đến tính mạng thì họ chắc chắn sẽ ra tay, cho dù có bị bại lộ thân phận vẫn không nề hà. Thần Kiếm Thu ẩn mình bên trong ánh sáng, giọng nói nghiêm nghị từ hào quang phát ra, mày may mắn lắm mới trở thành người đầu tiên được chết dưới Quang Minh Thánh Pháp của tao. Quang Minh Hải. Theo sau đó Thần Kiếm Thu quát một tiếng, một luồng Quang Minh chi lực hóa thành đại dương từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức bao phủ Đường Tuấn bên trong. Vốn dĩ ánh sáng tượng trưng cho sự sống nhưng Quang Minh Hải lại cho người ta cảm giác hủy diệt tất thảy mọi thứ. Không ổn rồi, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di hoảng sợ, thân hình di chuyển định chạy đến nghĩ cách cứu viện cho Đường Tuấn. Mấy người đứng lại đó cho tôi, Thiên La Pháp Trận, mở. Nhưng mà vào lúc này, Dần Thiệp vụt qua chặn trước mặt hai người. Thành Thiên La hùng vĩ hơi lắc lư, trong nháy mắt Pháp Trận đã được khởi động. Một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể Dần Thiệp. Dần Thiệp tung một quyền đẩy lùi Tô Minh Thao và Kiều Bất Di. Một khoảng cắt ngang này đủ để bóng dáng của Đường Tuấn hoàn toàn biến mất trong Quang Minh Hải. Chương 2502, tiêu rồi. Vẻ mặt của Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đột nhiên thay đổi, lòng họ trùng xuống. Mảng Quang Minh Hải kia vô cùng chói mắt, ngay cả tinh thần lực của bọn họ cũng không thể dò thám được tình hình trong đó. Tiêu rồi. Hai người đều thở dài trong lòng, với cảnh giới hợp thể mà giết một vị thánh tử động hư cảnh là chuyện dốc hết sức cũng chưa chắc làm được. Mặc dù thực lực của Đường Tuấn khá mạnh, nhưng vẫn yếu hơn Thần Kiếm Thu rất nhiều. Xong rồi, khóe miệng Dần Thiệp cong lên thành một nụ cười. Ông ta có thể cảm nhận được Quang Minh Hải này thậm chí có thể giết hết các tu hành giả của động hư cảnh hậu kỳ, một người ở cảnh giới hợp thể cũng đừng mong sống sót. Quang Minh Hải duy trì khoảng 3 nhịp thở. Sau đó lặng lẽ rút đi như thủy triều. Trên không trung, Đường Tuấn và Thần Kiếm Thu đứng đối diện nhau. Máu tươi liên tục chảy dọc theo khóe miệng Đường Tuấn, anh khẽ ho khan một tiếng, trông có vẻ bị thương không nhẹ. Mà ở đối diện, đôi mắt của Thần Kiếm Thu tràn đầy vẻ khó hiểu, khiếp sợ và cả không cam lòng. Rắc! Đột nhiên, một âm thanh giòn giã phát ra từ cơ thể anh ta giống như tiếng vỡ vụn của bình sứ. Một vết nứt từ từ xuất hiện trên cơ thể Thần Kiếm Thu. Ngay sau đó là vết thứ hai, thứ ba. Cuối cùng, cơ thể Thần Kiếm Thu đầy rẫy những vết nứt không có quy luật giống như mạng nhện, trông cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Mày!
chỉ vừa nói được một chữ, các vết nứt trên cơ thể thần kiếm thu đột nhiên vỡ toang. Rắc rắc. Trong chưa đến ba nhịp thở, thần kiếm thu đã bị nứt thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh này vừa vỡ ra lập tức bốc cháy trong không trung, cuối cùng hóa thành hư vô. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thần kiếm thu đã chết một cách sạch sẽ chẳng để lại thứ gì như thế. Không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ho nhẹ của Đường Tuấn không ngừng vang lên. Từ Dần Thiệp, đám người Kiều Bất Di, cho đến những tu sĩ sơ kỳ của động hư cảnh, tất cả đều sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngây ngốc. A, rốt cuộc cậu là ai? Thế mà lại dám giết thần kiếm thu, cậu đã gây ra họa lớn rồi. Không bao lâu sau, giọng nói tức giận của Dần Thiệp vang vọng trong không gian. Giờ đây gương mặt hiền lành của ông ta tràn đầy tức giận, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di lặng lẽ đến bên Đường Tuấn bảo vệ anh. Bác sĩ, cậu không sao chứ? Hai người truyền âm hỏi. Chương 2503 người kia nói một cách thờ ơ. Lúc này, hai người bọn họ vẫn có không thể tin được. Vượt cấp giết động hư, hơn nữa đối phương chỉ là một vị thánh tử. Đường Tuấn lắc đầu với hai người bọn họ rồi nhìn về phía Hồ Hỏa Viêm, nghĩ thầm, bà ơi, bà có nhìn thấy không? Đi thôi, Đường Tuấn mặc kệ Dần Thiệp như người điên, chuẩn bị rút lui. Muốn đi ư, đi được chắc, thấy vậy, Dần Thiệp nở một nụ cười lạnh. Ông ta vừa nói dứt lời, trong tòa tháp cao của Thành Thiên La có một pháp trận chợt sáng lên, sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong không trung. Một bóng người cao hàng vạn thước như người khổng lồ chống trời sao xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mặc dù bóng dáng không hề được bao phủ thêm một tầng ánh sáng nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác chói mắt. Khuôn mặt anh ta như được dao đẽo dìu gọt, những đường nét trên gương mặt bộc lộ sự cương nghị, lạnh lùng. Trong mắt anh ta không nhận thấy được bất kỳ niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng sâu trong đáy mắt kia lại lập lòe sấm chớp. Dám giết thánh tử thánh địa thiên lý của tôi, tự tìm đường chết, bóng người kia nói với vẻ hờ hững. Vốn dĩ chỗ sâu nhất của tinh không là một mảnh u tối, nhưng khi giọng nói vang lên, một luồng ánh sáng xuất hiện phá vỡ bóng tối. Thần quân! Vẻ mặt của Dần Thiệp, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đồng thời thay đổi, trong lòng họ cảm thấy nặng trịch, hô hấp trở nên khó khăn. Người này chắc chắn là cường giả của cấp bậc thần quân. Đầu tiên bóng dáng kia hướng sự chú ý của mình về phía Dần Thiệp, Dần Thiệp không quan tâm gì đến tôn nghiêm của cường giả mà vội vàng quỳ xuống trên không trung. Ông ta cung kính nói, là tôi không bảo vệ được thánh tử, xin thần quân thứ tội. Làm người lương thiện chín kiếp rồi, chỉ cần tu hết kiếp này là có thể được chứng đạo. Người kia nói một cách thờ ơ. Dần Thiệp quỳ rạp trên đất như một con chó, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Dường như ánh mắt của người kia có thể nhìn thấu mọi bí mật của ông ta. Chương 2504. Một ngón tay giết chết đỉnh phong của động hư cảnh. Biểu cảm trên khuôn mặt của thân ảnh kia không có gì biến đổi, như thể anh ta đã làm một điều gì đó không có ý nghĩa. Quá yếu, sau bao nhiêu năm, ở tinh vực Chu Tước vẫn không có nhân vật nào đáng nhìn. Nhưng thử nghĩ lại, trong tinh vực ngũ đại năm đó, người thân thiết nhất với tinh vực Chu Tước là địa cầu nhất mạch, nếu không phải vì sự cân bằng của trung tâm Ngân Hà, từ lâu đám người tôn giả đã tàn sát tất cả các người và biến tinh vực Chu Tước thành tử vực rồi. Còn điểm yếu hiện tại, chính là cái giá phải trả của việc năm đó đứng nhầm đội. Thân ảnh kia thấp giọng nói. Ánh mắt anh ta di chuyển về phía Đường Tuấn, Tô Minh Thao và những người khác. Xoẹt! Dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, tấm vải đen che mặt Đường Tuấn bị xé toạc. Thật thú vị, anh thực sự đã giết chết một trong vị thánh tử của tôi ở thánh địa thiên lý nhờ vào hợp thể cảnh. Anh cũng không tồi, cho anh lựa chọn, quỳ xuống đầu hàng tôi sẽ tha cho anh khỏi chết. Người đàn ông chậm rãi nói, không thể phủ nhận giọng điệu của anh ta rất bá đạo. Đường Tuấn ánh mặt kinh khủng nhìn về thân ảnh kia, nghiến răng nghiến lợi nói, mơ tưởng. Ồ, vậy thì anh có thể chết. Thân ảnh kia bộ dáng bình tĩnh nói, tia sứt lập lòe lóe lên trong đáy mắt anh ta, ánh sáng sấm sét từ trong mắt anh ta tuôn ra, hóa thành hai thanh cự kiếm sấm sét khổng lồ dài gần trăm thước. Cự kiếm sứ toạc khoảng không và đâm về phía Đường Tuấn và một số người khác. Đúng lúc này, ngay cả Tô Minh Thao và Kiều Bất Di cũng có cảm giác khó tránh khỏi. Xong đời. Trong tầm mắt, hai thanh cự kiếm sấm sét khổng lồ ngày càng lớn hơn. Kiếm khí ác liệt và sức mạnh sấm sét khiến linh hồn bọn họ nhói đau. Đường Nghiêu cũng không thể động thủ gì, đối thủ là thần quân, còn lâu mới có thể so bì với anh.
Ngay khi cự kiếm sấm sét còn cách Đường Nghiêu và những người khác chưa đầy trăm thước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên tinh không. Nhìn thấy thân ảnh đó duỗi một ngón tay ra và gõ nhẹ vào hai cự kiếm khổng lồ. Beng! Hai cự kiếm sấm sét khổng lồ vỡ tan tành. Thần đế, Đường Tuấn, Tô Minh Thao và những người khác nhìn về phía người đàn ông và đồng thanh thất thanh. Người xuất hiện là thần đế Ly Hoàng. Thần đế dẫm lên hư không, ngẩng đầu nhìn thân ảnh của thần quân kia, nói, bất kể tinh vực Chu Tước tôi như thế nào, cũng không đến lượt tinh vực Huyền Vũ anh lắm chuyện, loạn sơn thần quân. Lúc này, Đường Nghiêu và những người khác đều biết tên của thánh vị thiên lý thần quân này. Ánh mắt loạn sơn thần quân hơi ngưng tụ nhìn thần đế, mang theo chút kinh ngạc nói, tôi chưa từng tưởng tượng được một vị thần quân có thể xuất hiện ở tinh vực Chu Tước, đây là lần đầu tiên. Chương 2505. Thần đế đã đạt tới thần quân cảnh chưa? Đám người Đường Tuấn khẽ run lên, nhưng bọn họ vẫn không thể tin được. Thần đế nói, tương lai tinh vực Chu Tước của tôi sẽ có thần quân thứ hai và thứ ba. Hồi đó, thần quân Chu Tước đã chế ngự tinh hải, trong tương lai một người nào đó của tinh vực Chu Tước của tôi cũng sẽ làm được điều đó. Loạn sơn thần quân không khỏi cười nhạo nói, Chu Tử Tước năm đó thực sự rất lợi hại, nhưng không may cuối cùng anh ta cũng chết. Nếu như ông muốn bảo vệ họ, tôi sẽ cho ông một chút mặt mũi. Nói xong, loạn sơn thần quân liền tiêu tán vào hư không. Thần đế nhìn hư không, sau một hồi im lặng, ông ta chậm rãi xoay người. Ly Hoàng, ông đã đột phá chưa? Tô Minh Thao và Kiều Bất Di vội hỏi. Thần đế nhẹ gật đầu nói, tôi hiểu được muốn hoàn toàn bước vào kiếp cảnh độ phải mất một thời gian ngắn. Ông ta nhìn Đường Tuấn và nói, lần này tôi có thể đột phá, chủ yếu là do tôi học được vài điều từ thần thể Chu Tước Anh 13. Nói đến đây, tôi phải cảm ơn Dược Y Sư. Đường Tuấn cười nhẹ, sau đó nói, bệ hạ, loạn sơn thần quân kia sẽ tới nữa sao? Thần đế lắc đầu nói, chắc có lẽ không, hiện tại cấp bậc của truyền tống pháp trận có thể chứa tu sĩ cao nhất trong động hư cảnh. Còn khoảng cách giữa tinh vực và tinh vực là cực kỳ xa, nếu muốn vượt qua sông ở giữa tinh hải, ngay cả một thần quân cấp cao thủ cũng không thể làm được. Những gì ông ta xuất thủ vừa rồi chỉ là một trong những hình chiếu của ông ta. Ngay cả là hình chiếu cũng cần tiêu hao rất nhiều bảo vật. Đường Tuấn nghe thấy điều này, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thần đế nhìn Đường Nghiêu chằm chằm, giống như đang nhìn một đứa bé, nói, không ngờ tới tu vi của Dược Y Sư lại đạt đến trình độ như vậy. Tôi muốn nghi ngờ xem cậu có thể chất đặc biệt hay không. Đường Tuấn xấu hổ cười cười, tự nhiên sẽ không nói ra chuyện mình là thể hỗn độn. Vào lúc này, tại tinh vực Huyền Vũ, trong thánh địa thiên lý. Các đỉnh núi cao hàng chục nghìn vạn trượng, giống như những cây cột cắm lên bầu trời. Trên một trong những đỉnh núi, một người đàn ông trung niên đứng trên đỉnh núi, hừ lạnh một tiếng, một phần ba đỉnh núi dưới chân biến mất trong hư không. Chân anh ta bước lên khoảng không với vẻ tức giận trên khuôn mặt. Diện mạo của anh ta và kiếm thần thu đến thiên địa thánh lý cường giả độc nhất vô nhị, người đó chính là Loạn Sơn Thần Quân. Tốt lắm Ly Hoàng, Loạn Sơn Thần Quân tức giận nói. Ai đó, anh ta hét vào khoảng không. Một ông già xuất hiện trong hư không, cúi đầu trước Loạn Sơn Thần Quân và nói, bái kiến Thần Quân. Loạn Sơn Thần Quân trầm giọng nói, thần kiếm thu bị giết ở tinh vực Chu Tước, đây là người đã giết anh ta. Anh ấy vẽ vào hư không, vẽ ra bộ dạng của Đường Tuấn. Truyền lệnh xuống, ai ở vạn tiên hội có thể giết người này, thần quân có thể đáp ứng yêu cầu của người đó. Thần quân nói, mặt ông lão thay đổi, không phải vì thần kiếm thu bị giết, mà vì phần thưởng của loạn sơn thần quân. Một lời hứa từ thần quân, giá trị của nó đơn giản là không thể đánh giá được. Ông lão đoán chừng lần này, ngay cả đệ nhất thánh tử cũng sẽ động tâm. Chương 2506. Ông lão dường như đã nghĩ ra điều gì đó, ngập ngừng nói, hà sắp bắt đầu. Làm như vậy có thể xáo trộn những người khác. Loạn sơn thần quân chế nhạo, vốn dĩ, tinh vực Chu Tước đều ở kế cuối của mọi sự kiện. Tôi giết thêm vài người, bớt vài người thì có khác không? Ông lão sững sờ một lúc rồi ngượng ngùng cười cười rồi biến mất tại chỗ. Loạn sơn thần quân nhìn thấu hư không, nói, Ly Hoàng, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Tinh vực Chu Tước, trong đại diễn các. Đường Tuấn dùng tay vuốt vào cơ thể của Thái Hạo như một ảo ảnh, một hơi thở nặng nề dần dần và rộng lớn tỏa ra từ cơ thể của anh ta. Tô Minh Thao cảm nhận được khí tức này, vẻ mặt trở nên cực kỳ hưng phấn, run giọng nói, đại diễn thánh thể. Đại diễn các của tôi cuối cùng cũng sản sinh ra một vị đại diễn thánh thể. Đường Tuấn rút lòng bàn tay khỏi người Thái Hạo, sắc mặt hơi tái lại,
Tô Minh Thao vội vàng đưa một viên thuốc nói, Dược y sư, đây là thiên huyền đan, cậu mau uống đi. Thiên huyền đan là thuốc tiên để chữa bệnh, một viên thiên huyền đan có giá trị ít nhất là hàng trăm triệu linh thạch cấp cao nhất, nhưng lúc này Tô Minh Thao đã đưa nó cho Đường Tuấn không do dự. Nhưng trông ông ta không hề đau khổ chút nào. So với đại diễn thánh thể, đừng nói là một viên thiên huyền đan, thậm chí cả trăm viên cũng chẳng là gì. Đường Tuấn cầm lấy thiên huyền đan và im lặng điều chỉnh hơi thở của mình. Mặt khác, hào quang của Thái Hạo không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở hợp thể cảnh đỉnh phong. Để Thái Hạo đạt được đại diễn thánh thể, từ nhỏ Tô Minh Đạo không biết đã cho anh ta uống bao nhiêu loại thuốc quý và tiên dược, những đan dược kia trồng chất ở sâu trong cơ thể anh ta, hôm nay toàn bộ phóng thích ra, đã giúp cho tu vi của Thái Hạo tăng vọt. Tốt, tốt rồi, nhìn thấy điều này, Tô Minh Thao càng thêm kích động. Không biết sau bao lâu, Thái Hạo mới từ từ mở mắt. Trong ánh mắt anh ta tràn ngập sự kích động không thể che giấu. Đại diễn các tìm đại diễn thánh rất lâu, nhưng bây giờ lại ở trên người anh ta. Đối với ghi chép của đại diễn thánh, Thái Hạo cảm thấy vô cùng quen thuộc, bây giờ tự mình đối chiếu, anh ta cảm thấy đại diễn thánh sau này tạo giống hệt với đại diễn thánh trong truyền thuyết. Trong lòng anh ta càng cảm thấy sợ hãi. Tiên thiên nghịch chuyển. Sau này, thành tựu của cơ thể hướng tới trời là tiên thiên chi thể. Đây rốt cuộc là loại y thuật gì? Thái Hạo khiếp sợ, trong lòng anh ta cũng không hiểu. Anh ta chưa từng nghĩ y thuật có thể đạt tới trình độ này. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng không phải là sự khinh bỉ nữa mà thay vào đó là vô cùng kính nể. Đại diễn các chúng ta cuối cùng cũng tìm được một vị thần quân. Tô Minh Thao vỗ vai Thái Hạo, môi đang run rẩy, nội tâm đang rất không bình tĩnh. Tô Minh Thao nhìn biểu hiện của anh ta thì thấp giọng nói, về chuyện của Dược y sư, cậu nhất định phải giữ bí mật. Học trò hiểu rồi, Thái Hạo gật đầu thật mạnh. Nếu chuyện y thuật tiên thiên nghịch chuyển bị truyền ra ngoài, toàn bộ Trung ương Ngân Hà đều sẽ chấn động, không biết bao nhiêu người sẽ ra tay với Đường Tuấn. Đến lúc đó, ngay cả tinh vực Chu Tước cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều tai ương. Những ngày sau đó, Đường Tuấn lại lấy Trảm Như Long tiên thiên nghịch chuyển cải tạo thành vạn kiếp bất diệt thể. Cho dù là thể chất đại diễn thánh hay vạn kiếp bất diệt thể thì đều cùng cấp bậc với thần thể Chu Tước. Chương 2507. Có lẽ trước đây ở Trung ương Ngân Hà, thể chất đặc thù chia làm 10 phẩm. Ba loại thể chất này đều có thể đứng trong hàng phẩm 8. Thể chất đặc thù của phẩm 9 chính là thần thể M Dương, thể hỗn độn và vài loại thể chất đặc thù khác. Phẩm 10 thì chưa từng xuất hiện, nghe nói thể chất của phẩm 10 nhất định sẽ tu luyện thành tiên. Cái gì gọi là tiên, tiên bất hủ mà thiên địa hủ, đạo lý mất mà tiên tồn tại vĩnh viễn chứ. Tiên, là cảnh giới trên cả thiên quân. Mấy ngày nay Đường Tuấn đã dần dần hiểu rõ về việc phân chia thể chất đặc thù. Hóa ra còn có thể chất mạnh hơn cả thể hỗn độn. Đường Tuấn thầm nghĩ. Trước đây, anh vẫn nghĩ thể hỗn độn là thể chất mạnh nhất. Nhưng bây giờ mới biết, hóa ra bản thân mình nông cạn như thế nào. Trong đại diện của thần triều Chu Tước, mấy người Đường Tuấn, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đều ở đây. Nhóm người này rất vui vẻ, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Có lẽ trước đây ở Trung ương Ngân Hà, thể chất đặc thù chia làm 10 phẩm. Ba loại thể chất này đều có thể đứng trong hàng phẩm 8. Thể chất đặc thù của phẩm 9 chính là thần thể M Dương, thể hỗn độn và vài loại thể chất đặc thù khác. Phẩm 10 thì chưa từng xuất hiện, nghe nói thể chất của phẩm 10 nhất định sẽ tu luyện thành tiên. Cái gì gọi là tiên, tiên bất hủ mà thiên địa hủ, đạo lý mất mà tiên tồn tại vĩnh viễn chứ. Tiên, là cảnh giới trên cả thiên quân. Mấy ngày nay Đường Tuấn đã dần dần rõ về việc phân chia thể chất đặc thù. Hiểu rõ. Hóa ra còn có thể chất mạnh hơn cả thể hỗn độn. Đường Tuấn thầm nghĩ. Trước đây, anh vẫn nghĩ thể hỗn độn là thể chất mạnh nhất. Nhưng bây giờ mới biết, hóa ra bản thân mình nông cạn như thế N247 đóc tiếp tan web y nào. Trong đại diện của thần triều Chu Tước, mấy người Đường Tuấn, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đều ở đây. Nhóm người này rất vui vẻ, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Thần đế ngồi ở vị trí chủ. Nói, bây giờ thần triều chúng ta có thần thể Chu Tước, hai phái các người có thể chất đại diễn thánh và vạn kiếp bất diệt thể. Sau này có thể xuất hiện ít nhất ba vị thần quân cấp cao thủ. Đến lúc đó, cho dù phải đối mặt với cường giả của tinh vực khác thì cũng không đến mức không đánh lại được. Tô Minh Thao nói, bây giờ vòng thi đấu của vạn tiên hội cũng sắp kết thúc. Đến lúc đó sẽ do mấy người ấy dẫn đội, coi như là lần đầu tiên họ luyện tập để có kinh nghiệm, có khi đạt được kết quả không tồi. Kiều Bất Di cũng gật đầu, thể hiện sự đồng tình. Lúc này, sắc mặt của thần đế đột nhiên thay đổi.
Trong cung điện đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, phía sau ông ta đeo một thanh đao lớn, vẻ mặt thản nhiên. Độc Cô Lão Ma, sắc mặt thần đế hơi trầm xuống. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di cũng thay đổi sắc mặt. Người đàn ông trung niên này là người phụ trách cao nhất diệt thần ở tinh vực Chu Tước, Độc Cô Lão Ma. Là thần quân thứ hai trong bảng xếp hạng. Độc Cô Lão Ma không phải là người ở tinh vực Chu Tước, mà là từ tinh vực Kỳ Lân tới. Nghe nói, ông ta là trưởng lão của thánh địa nào đó trong tinh vực Kỳ Lân. Đã lâu không gặp, Ly Hoàng. Độc Cô Lão Ma nhìn thoáng qua thần đế, trên khuôn mặt ông ta nở nụ cười khó coi, nói ông cuối cùng cũng đến mức này. Xem ra tinh vực Chu Tước chuẩn bị có một vị thần quân đầu tiên. Ánh mắt của thần đế ngưng trọng, nhìn Độc Cô Lão Ma, thấp giọng nói cuối cùng ông cũng đạt tới cảnh giới thần quân. Từ trước tới nay, ông ta luôn nghĩ Độc Cô Lão Ma là thùng rỗng kêu to. Nhưng bây giờ, ông ta cảm nhận được, khí tức trên người của đối phương vô cùng kiêu ngạo, chắc chắn đạt đến cấp bậc thần quân. Độc Cô Lão Ma cười nói, tôi đến từ tinh vực Kỳ Lân, việc đột phá thần quân cảnh không phải rất bình thường à. Ông ta liếc nhìn Tô Minh Thao và Kiều Bất Di vẫn còn đang khiếp sợ, nói, đúng lúc các người đều ở đây, tôi cũng đỡ phải đi lại nhiều lần. Về việc tuyển chọn của Vạn Tiên Hội lần này, Thần Đình, Thiên Ma Môn, Huyễn Tâm Đạo và cả Tà Phái, tôi đều sẽ tham gia. Cái gì? Cả ba người thần đế, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đều đứng bật dậy. Độc Cô Lão Ma nói, không thể sao. Chương 2508. Thần đế nhíu mày, thấp giọng nói, chuyện này không đúng quy định. Ông biết rất rõ, năm đại môn phái đều không phải là thế lực bản địa của tinh vực Chu Tước. Vạn Tiên Hội không chỉ dành cho các tu sĩ trẻ tuổi ở các tinh vực đã có kinh nghiệm mà còn là cơ hội. Mà năm môn phái mà Độc Cô Lão Ma nhắc tới đều là thế lực ngoại lai, không có tư cách đại diện cho tinh vực Chu Tước xuất chiến. Nếu làm như lời ông ta nói, thì cách học trò ở thánh địa của tinh vực Kỳ Lân đều sẽ chạy tới tinh vực Chu Tước để tham gia tuyển chọn. Vậy thì trong 2.000 tu sĩ tham gia Vạn Tiên Hội, người thuộc tinh vực Chu Tước cũng không được mấy người. Trước đây, năm môn phái đều không tham gia Vạn Tiên Hội, vì vậy thần đế cũng quên mất sự tồn tại của họ. Quy định, thần đế mà dám nói chuyện quy định với tôi. Độc Cô Lão Ma châm biếm. Ông ta đánh một quyền hướng về phía thần đế. Thần đế đỡ một quyền này, nhưng lại lùi về phía sau. Độc Cô Lão Ma nói, đây mới là quy định. Việc tham gia tuyển chọn của Vạn Tiên Hội lần này là ý của cả năm môn phái chúng ta. Nếu như các người từ chối thì chắc chắn cũng biết kết quả như thế nào rồi. Việc tuyển chọn kết thúc thì có thể tiến hành việc chọn lựa cuối cùng. Địa điểm tôi cũng chọn xong rồi, chính là ở núi Vạn Thần. Nói xong, Độc Cô Lão Ma biến mất. Tô Minh Thao và Kiều Bất Di cùng nhìn về phía thần đế, sắc mặt họ rất khó coi. Nếu như năm môn phái đều tham gia như lời nói thì nhiều học trò trong môn phái của họ sẽ bị loại bỏ, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống không thể ở lại. Phải biết rằng, năm thế lực này đều đến từ tinh vực mạnh hơn tinh vực Chu Tước rất nhiều, thế lực bản địa đại diễn các không thể so sánh với họ. Hơn nữa, đã xuất hiện một người đạt cấp bậc thần quân là Độc Cô Lão Ma thì không ai dám chắc chắn không có người thứ hai. Thần đế suy nghĩ một lúc rồi nói, chỉ có thể đồng ý thôi. Để có các học trò của môn phái khác sẵn sàng đi. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, Dược Y Sư, lần này có thể sẽ để cậu ra tay. Thần đế đột nhiên trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị nói, tuyệt đối không được để họ tham gia Tiên Vạn Hội, nếu không tinh vực Chu Tước của ta sẽ bị chê cười. Hơn nữa, lần này họ đột nhiên muốn tham gia Vạn Tiên Hội, chắc chắn có âm mưu nào đó. Tô Minh Thao cũng gật đầu thật mạnh nói thêm, đúng vậy. Vì tinh vực Chu Tước chúng ta, không thể để họ tham gia Vạn Tiên Hội. Nghe mọi người nói vậy, sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Anh đã từng nghe qua chuyện tinh vực Chu Tước và các thể lực ngoại lai tranh chấp, nhưng không nghĩ đến mức độ này. Mà việc năm môn phái cường ngạo muốn tham gia Vạn Tiên Hội là chạm vào điểm mấu chốt của thần đế. Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Thấy Đường Tuấn đồng ý, thần đế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói, Dược Y Sự đã ý thì tỉnh vực Chu Tước có thể nắm được một chút phần thắng. Nói cách khác, tôi nhất thời cũng không tìm được người đối phó với họ. Chương 2509. Ma thần nhỏ là ai? Đường Tuấn hỏi. Ngoại trừ lần đối ngoại với các cường giả của thần đình ở Độc Cô Cung ra thì những môn phái còn lại, Đường Tuấn không biết nhiều lắm. Tô Minh Thao thở dài, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, bắt đầu giải thích, ma thần nhỏ vốn có tên là Tần Thiên. Học trò của môn chủ ở Thiên Ma Môn. Nghe nói anh ta là con cháu của một vị trưởng lão của Thiên Ma Môn ở tỉnh vực Kỳ Lân. Vì phạm sai lầm nên bị đày tới tinh vực Chu Tước,
Rất nhiều năm về trước, môn chủ của Thiên Ma Môn dẫn theo anh ta đánh bại Thái Hạo và Trảm Như Long. Tô Minh Thao nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói tiếp, khi nói tu vi Tần Thiên đã đạt để sơ kỳ của động hư cảnh, mấy người Thái Hạo ngay cả một chiêu của anh ta cũng không đánh được. Anh ta còn cho toàn bộ mấy người Thái Hạo cùng lên, nhưng chỉ dùng một ngón tay là đã có thể đánh trả. Nhiều năm trước là động hư cảnh. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi. Xem ra, ma thần nhỏ này còn mạnh hơn cả thần kiếm thu sau khi bị thương. Sắc mặt của Thái Hạo và Trảm Như Long cũng vô cùng khó nhìn, xem ra họ không bao giờ quên được lần thất bại trước đây. Bây giờ mấy người Thái Hạnh tuy là thể chất đặc thù, nhưng e rằng họ không phải là đối thủ của Tần Thiên. Đến lúc đó, chỉ có thể nhờ Dược Y Sư ra tay. Tô Minh Thao thấp giọng nói. Ông ta tận mắt chứng kiến trận đấu và chính Đường Tuấn chém chết thần kiếm thu. Vì vậy, họ rất có lòng tin đối với sức mạnh của Đường Tuấn. Nhưng hai người Thái Hạo và Trảm Như Long thì chưa từng thấy qua trận chiến ấy nên giờ phút này, trong lòng họ vẫn có chút hoài nghi. Hai người họ đều là thể chất đặc thù, có thể dẫm nát cảnh giới hợp thể. Sức mạnh này tăng lên cực nhanh khiến lòng tin của họ đồng thời cùng tăng lên. Hai người nhìn y thuật như thần của Đường Tuấn bằng đôi mắt khiếp sợ. Nhưng họ cũng không cho rằng, tu vị của họ không bằng Đường Tuấn. Huống hồ, họ muốn tự tay rửa sạch sỉ nhục năm đó. Thái Hạo và Trảm Như Long cùng nhìn nhau, đều nhìn được ý chí chiến đấu hừng hực đang bùng lên trong mắt đối phương. Không cần nói gì, họ cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Lần này, họ cần tự tay đánh bại Tần Thiên, cả hai người đều có lòng tin có thể làm được. Được rồi, vậy lần này do năm người Mộ Thanh, Thái Hạo, Trảm Như Long, Ly Thanh Trần và Dược Y Sư dẫn đội, nhất định phải loại bỏ toàn bộ các học trò của năm phải kia. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng thần đế cũng xác định người làm nhiệm vụ. Đối với việc này, đại diễn các hai chiến thần tông đều không có gì thắc mắc. Lúc này, ở cực bắc của tinh vực Chu Tước, hình ảnh Độc Cô Lão Ma chậm rãi xuất hiện. Trên ngọn núi đã có bốn bóng người đang chờ. Độc Cô Lão Ma, chuyện được giao làm tốt không? Một ông gia có thân hình hư ảo hỏi. Độc Cô Lão Ma trả lời, tôi đã thông báo cho họ rồi. Chương 2510. Trên mặt những người này lộ rõ sự vui mừng, nói tốt lắm. Lần này có thể nắm trong tay truyền thừa của các vị thần quân ở núi Vạn Thần, đồng thời giết sạch những người Thái Hạo, Trảm Như Long thì nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Có khi còn có thể được môn phái ban thưởng. Trong Độc Cô Cung, ông Lão Thanh Đan đang giải thích cho hai người Mộ Thanh và Đường Tuấn về việc tuyển chọn núi Vạn Thần. Ông Lão Thanh Đan chậm rãi nói, núi Vạn Thần cất giấu truyền thừa của các thánh địa lớn thần quân. Thể chất đại diễn thánh, vạn kiếp bất diệt thể và các truyền thừa thể chất đặc thù khác đều ở trong đó. Trước kia, đại diễn các và chiến thần tông không sinh ra thể chất đặc thù, vì vậy không để ý lắm đối với truyền thừa của núi Vạn Thần. Hơn nữa, trong núi Vạn Thần, trận văn mù mịt, nếu mở ra thì một lần cần ít nhất hai vị tu hành cấp bậc thần quân mới được. Vì vậy, họ không có khả năng mở được, nhưng lần tuyển chọn núi Vạn Thần này, họ chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để lấy lại hai truyền thừa lớn kia. Thảo nào! Từ đầu tới cuối họ không đề cập đến núi Vạn Thần. Thì ra họ sợ tôi biết việc này. Đường Tuấn chỉ biết lắc đầu cười. Anh hỏi, vậy trong núi Vạn Thần có truyền thừa của Độc Cô Cung không? Ông Lão Thanh Đan gật đầu, trả lời, Độc Cô Cung chúng tôi có truyền thừa thần quân ở trong đó. Đây cũng là chuyện mà lần này tôi muốn nhờ cậu. Tôi muốn cậu giúp Mộ Thanh đoạt được một truyền thừa thần quân. Nếu bỏ qua cơ hội này, tôi không biết phải đợi tiếp đến bao giờ nữa. Đường Tuấn gật đầu. Trong lòng anh vẫn còn một chút không hiểu. Anh từng đưa ra ý kiến cải thiện thể chất cho Mộ Thanh, nhưng ông Lão Thanh Đan lại trực tiếp từ chối, hơn nữa còn dặn Đường Tuấn anh không cần nhắc lại chuyện này nữa. Trong ghi chép lịch sử của Độc Cô Cung có nói rất rõ, thể chất thích hợp nhất để tu luyện công phái Độc Cô Cung là thể chất độ ách. Nhưng giải thích chi tiết về thể chất độ ách này lại bị người khác cầm đi. Trong lòng Đường Tuấn đoán, có thể ông Lão Đan Thanh chính là người lấy mất những trang ghi chép ấy. Nhưng anh lại không hiểu tại sao lại như vậy. Không có tài liệu về thể chất độ ách thì Đường Tuấn cũng không có cách nào rèn luyện Mộ Thanh thành thể chất độ ách. Vì vậy, việc này không nhắc lại nữa. Đường Dược Sư, đây là lúc tốt nhất để cậu có thể đạt được truyền thừa của một vị thần quân. Chuyện này đối với việc tu hành sau này của cậu vô cùng có ích. Ông Lão Đan Thanh nói. Đường Tuấn gật đầu, nhưng trong lòng anh lại đang nghĩ, phải nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới hợp thể càng sớm càng tốt. Để có thể sớm đi vào nơi cất giấu của Chu Tước Thần Quân, đạt được truyền thừa. Có truyền thừa của Chu Tước Thần Quân trong tay, núi Vạn Thần hay còn gọi là truyền thừa thần quân, anh đều sẽ không đặt trong mắt. Cùng ngày,
tin tức thần đế và Tô Minh Thao tiến hành tuyển chọn cuối cùng sẽ truyền xuống. Tin tức gây ra chấn động không nhỏ đối với các học trò trong hàng bình thường. Nhưng người bên trên đã quyết định như vậy thì họ chỉ có thể chấp nhận. 3 ngày sau, thần triều và những thánh địa lớn chuẩn bị cho học trò của mình vượt qua vòng tuyển chọn lần đầu tiên tiến vào trong núi Vạn Thần. Núi Vạn Thần không thuộc chỗ nào của tinh vực Chu Tước, mà không ngừng chuyển động trong không khí. Đại diễn các. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2510.